Để kịp thời đón các làn sóng đầu tư và tiếp cận các doanh nghiệp FDI đang tìm kiếm thị trường đầu tư mới sau dịch bệnh, thành phố Đà Nẵng đã và đang chủ động đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất để kêu gọi đầu tư, trong đó có hạ tầng các khu công nghệ thông tin. Hiện nay, Đà Nẵng đã có hai khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ công nhận, đó là khu công viên phần mềm Đà Nẵng và khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng. Việc đầu tư và xây dựng công trình công viên phần mềm số 2 sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu theo quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong tháo gỡ vướng mắc đầu tư công, khơi thông nguồn vốn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Việc đầu tư xây dựng công trình công viên phần mềm số 2 sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu theo quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đang được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với cái kinh nghiệm điều hành các cái dự án lớn của ban thì ban quyết tâm sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Cụ thể là cái tiến độ là công trình này tiến độ 720 ngày thì đến tháng 9 năm 2022 là sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Trong những năm qua, ngành công nghiệp công nghệ thông tin của thành phố Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố. Hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cùng với các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trên lĩnh vực công nghệ thông tin, thành phố cũng sẽ tăng cường hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư tại chỗ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Đối với cái việc thu hút đầu tư các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì chúng ta thấy rằng là cái hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin của Đà Nẵng đã sẵn sàng cho cái việc phát triển trong cái lĩnh vực này. Với cái môi trường hiện nay, đặc biệt với cái nguồn nhân lực hiện nay của thành phố, nó là cái sức hút, điều kiện để cái sức hút cho cái việc các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin đến tìm hiểu và đầu tư tại thành phố. Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt mục tiêu ngành công nghệ thông tin truyền thông đóng góp 10% GRDP thành phố vào năm 2025 và 15% GRDP thành phố vào năm 2030. Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chính là từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Bên cạnh đó, thành phố cũng thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư cũng như yêu cầu của sự phát triển.